Trong lịch sử nhân loại, đã từng có một đại quân Nguyên Mông hùng mạnh, là nỗi khiếp sợ của toàn thế giới. Một đại quân từng được gọi là bách chiến bách thắng, bất khả chiến bại, đã xây dựng được một đế chế trải dài 9.700 km, diện tích lãnh thổ lên tới 24 triệu km vuông, tương đương 1/6 thế giới. Một đại quân khiến người châu Âu phải thốt lên. Vó ngựa quân Nguyên Mông đi đến đâu, cỏ không mọc được ở đó. Vậy mà khi đến đất nước Đại Việt nhỏ bé, đội quân hùng mạnh ấy đã 3 lần phải thất bại thảm hại trước vua tôi nhà Trần. Đặc biệt, có một vị hoàng đế đóng vai trò quan trọng trong 2 lần chiến thắng quân Nguyên Mông. Vị hoàng đế đó là ai? Đó chính là Đức vua Trần Nhân Tông, một nhà lãnh đạo thiên tài, từ nhỏ đã thông minh hiếu học, với rất nhiều tài năng. Ngài xem khắp hết các sách và đã đạt đến trình độ cao về các lĩnh vực như quân sự, âm nhạc, lịch sử học, thiên văn học. Thông suốt cả về Phật giáo, Lão giáo, lẫn Nho giáo, là người đã xây dựng nên khối đại đoàn kết dân tộc, vua, quân, nhân dân cùng một lòng chống quân xâm lược, xây dựng đất nước. Không những thế, Ngài còn là một nhà tu hành đắc đạo, vị vua duy nhất trong lịch sử Việt Nam được tôn xưng là Phật Hoàng, người đã sáng lập thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, một vị hoàng đế không những chiến thắng cả vạn quân, mà còn chiến thắng cả vinh hoa phú quý, chiến thắng chính bản thân mình. Thậm chí, tại Đại học Harvard, Hoa Kỳ còn sáng lập nên một viện nghiên cứu mang tên Trần Nhân Tông để nghiên cứu về Ngài, nhằm ứng dụng những tư tưởng nhân ái, giàu trí tuệ của Phật Hoàng Trần Nhân Tông vào cuộc sống, quảng bá giá trị, tư tưởng và sự nghiệp vĩ đại của Ngài trên toàn thế giới. Và vẫn còn rất nhiều những câu chuyện đặc biệt, kỳ lạ và ít ai biết về vị vua thiên tài này. Những điều đó là gì? Bạn sẽ tìm được câu trả lời khi đến với không gian, cuộc đời và sự nghiệp Phật Hoàng Trần Nhân Tông trong chuỗi sự kiện đại lễ kính mừng 765 năm Phật Hoàng Trần Nhân Tông đản sinh, được diễn ra từ ngày 10 tháng 11 năm Quý Mão ngày 11 tháng 11 năm Quý Mão, tức ngày 22 đến ngày 23 tháng 12 năm 2023 tại Chùa Ba Vàng. Và đặc biệt hơn nữa, bạn sẽ được hòa mình vào không gian văn hóa thời Trần, được sống lại trong không khí của thời kỳ hưng thịnh bậc nhất trong lịch sử Việt Nam. Hẹn gặp lại bạn tại Chùa Ba Vàng, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.